Đây là hai cái món đồ mà đồng hành với quân khi đi làm Một cái là bình đựng nước giữ nhiệt Còn cái còn lại là cái hộp đựng đồ ăn giữ nhiệt luôn Mình thấy hai cái món đồ này thật sự cần thiết khi bạn là dân dân phòng Lo về cái ăn cái uống của mình Những năm gần đây thì mình thấy Lock and Lock cho ra những cái sản phẩm mẫu mã rất là đẹp Nhìn nó sang ghê á Với lại nó tiện lợi cho người dùng ví dụ như cái muỗng này nè Cái muỗng bẻ ra bẻ vô gọn băng à còn lại cứng cáp nữa Hôm nay mình ăn súp cua Sáng mình đi làm cái sẵn mình ghé quán cái mình mua luôn Sáng múc vô để tới trưa vẫn còn nóng hỏi luôn mà nhắc tới thương hiệu Lóc Lóc thì hầu như ai cũng biết làm cái thương hiệu quốc dân rồi Vì có độ bền và chất lượng cao nên được nhiều người tin dùng Mà những năm gần đây thì mẫu mã mình thấy nó đẹp và nó sang hơn nhiều á Cái màu của cái bình nó nhìn cưng ghê vậy đó Và chức năng của nó giữ nhiệt là siêu đỉnh luôn Để từ sáng tới trưa vẫn nóng hỏi nha Mà chắc ai cũng đã từng xài hàng của Lóc Lóc thì biết rồi đó Buổi trưa thì mình có tham gia một cái buổi casting Có các bạn đến casting và gì Và đây là bạn đồng hành thứ hai Những người mà thích uống đá như quân á là cái bình này rất là quý Bởi vì nó giữ nhiệt và giữ nước đá rất là tốt luôn á Thường mua cái ly nước nước về mình để mà uống hơi lâu xíu nó tan hết ngon mình bỏ vô cái bình uống nó ngon như mới pha vậy đó mình để kín cái bình lại mình để cả ngày trời thấy nó cũng vậy à mà đó là hai thứ mà tôi thấy rất là cần thiết khi đi học và đi làm chuyện ăn uống mà nó quan trọng lắm bye các bạn nha